Đứng ở vị trí thứ 8, thật bất ngờ là Garvan của Color Fame. Cô ấy là người chỉ xuất hiện trong movie, mặc dù tạo hình của nó cũng na ná, cách vận hành là một chiếc khiên nhỏ gắn vào tay giống như Color Scissor, nhưng tầm ảnh hưởng của nó lại vô cùng khác, nên vị trí của nó mới cao hơn Kamen Rider Scissor tới hẳn 5 hạng. Đây là một khoảng cách vô cùng xa. Khi kích hoạt Garvan, những đòn tấn công của kẻ thù khi tấn công vào cô ấy sẽ hoàn toàn biến mất và để lại đó là một chiếc lông vũ, khuấy tạo ra một chiến trường dựa trên lông vũ để phòng thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Khi kẻ thù tấn công thì cô ấy sẽ biến mất, hóa giải hoàn toàn những đòn tấn công cận chiến giáng vào người cô. Kèm theo đó là vũ khí Sword Vein của ấy là một chiếc thương hai đầu, là một vũ khí nhẹ tạo hình thon gọn phù hợp với phong cách chiến đấu, cũng như hai đầu sẽ tăng quy lực tấn công. Và đây cũng có thể là một trong những Sword Vein áp đảo nhất nếu không so sánh với cặp song kiếm của Kamen Rider Odin với những gì mà cả hai vũ khí cơ bản mang lại.